Hình tượng siêu anh hùng chưa bao giờ là một chủ đề thiếu đi sức hút tại xứ sở hoa anh đào. Bên cạnh những thương hiệu phim nổi tiếng đình đám như Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, v.v. vẫn còn có những cái tên tương đối thú vị nhưng có độ phổ biến khiêm tốn hơn. Qua video ngày hôm nay, Retica Media chúng mình sẽ giới thiệu tới người xem một trong số những gương mặt nổi bật ấy, đó chính là Kamen Teacher. Những người anh hùng giảng đường, những nhà giáo ẩn mình sau lớp mặt nạ sắt để giáo huấn học sinh. Giờ, hãy cùng chúng mình bắt đầu giờ học ngoại khóa nào. Trước khi bước vào tìm hiểu bộ phim, như thường lệ, hãy cùng chúng mình điểm qua một vài thông tin cơ bản xoay quanh TV series của Kamen Teacher nhé. Kamen Teacher là một series phim truyền hình Nhật Bản, J-drama, lấy cảm hứng từ loạt truyện tranh cùng tên được phóng tác bởi họa sĩ Toru Fujisawa, bao gồm 12 tập phim, phát sóng từ ngày 6 tháng 7 năm 2013 đến ngày 28 tháng 9 năm 2013 trên đài NTV. Ngoài bản TV series, Kamen Teacher còn có một tập phim special tiền truyện và một tập phim The Movie hậu truyện cùng ra mắt vào năm 2014. Ok, giờ hãy cùng chúng mình bước vào tìm hiểu và nhận xét cốt truyện của bộ phim nhé. Vào một mốc thời gian không xác định của thế kỷ 21, các giáo viên bị ngăn cấm sử dụng những hình phạt cũng như bạo hành thể xác trong việc giáo dục và đào tạo học sinh. Cũng từ đó, họ đã mất đi quyền lực vốn có của mình. Trường học giờ đây rơi vào hỗn loạn, mất đi kỷ luật, trật tự và tôn nghiêm. Học sinh trở nên phá phách, hư hỏng và vượt tầm kiểm soát. Đứng trước tình hình cấp bách đó, chính phủ đã đề xuất một phương án cải cách giáo dục mới có tên là Kamen Teacher Program, nơi tập hợp đội ngũ giáo viên mũ sắt tinh nhuệ được phái tới làm việc giải rác tại các ngôi trường trên khắp cả nước để kiểm soát và giáo huấn học sinh bằng vũ lực và nỗi sợ. Những người giáo viên đặc biệt đó có tên là Kamen Teacher. Câu chuyện xoay quanh thầy giáo trẻ Araki Gota, người mới được chuyển tới công tác tại ngôi trường trung học Kaku và trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp 2C, nơi được coi là cơn ác mộng của giáo viên toàn trường, quy tụ lớp học sinh cá biệt, máu mặt và bất trị nhất, những đứa trẻ bất cần đời và không chịu nghe lời bất kỳ ai. Ngày đầu đứng lớp không mấy suôn sẻ, thầy giáo Araki đã đụng mặt nhóm M4 và tên thủ lĩnh của bọn chúng, Takehara Kinzo, và bị cậu ta đánh cho bất tỉnh. Song, Araki Gota không chỉ là một giáo viên đơn thuần, thân phận thực sự của anh là một Kamen Teacher được chính phủ phái tới ngôi trường Kaku để giáo dục đám học sinh tại nơi đây. Tuy vậy, bất chấp việc Kamen Teacher có thể tùy ý sử dụng vũ lực lên học sinh, thầy giáo Araki lại muốn dùng thân phận thật của mình để cảm hóa học trò bằng tình yêu thương. Sở dĩ là vì một sai lầm trong quá khứ của anh, vì đã quá tôn thờ bạo lực trong việc chấn áp đám trẻ, anh đã vô tình đẩy một học sinh vô tội vào đường cùng, dẫn tới cái chết của cậu ta. Liệu rồi công việc của thầy giáo Araki tại ngôi trường này có suôn sẻ? Liệu anh có thể dùng trái tim để cảm hóa những đứa học sinh bất trị kia? Các bạn hãy dành thời gian theo dõi 12 tập TV series Kamen Teacher để tìm hiểu kỹ hơn nhé! Để nhận xét về cốt truyện của phần phim truyền hình Kamen Teacher, chúng mình đánh giá phim sở hữu một cốt truyện tương đối cơ bản và dễ nắm bắt. Như nhiều phần phim tokusatsu dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, phim không có một cốt truyện tổng liền mạch, mà là từng nhiệm vụ đơn lẻ của thầy giáo Araki Gota sẽ được phân bố vào khoảng từ 1 tới 2 tập phim. Phim sẽ theo sát từng bước hành trình của vị nhà giáo này về cách mà anh có thể cảm hóa trái tim những đứa trẻ ngang bướng nhất ngôi trường Kaku. Sau đó, mở rộng nội dung để giới thiệu và khai thác từ nhân vật mới song hành. Và cuối cùng là đưa phim vào mạch cuối với những vấn đề vĩ mô và nghiêm trọng hơn. Tuy sở hữu phần khung cốt truyện đơn giản là vậy, tới mức người xem có thể dễ dàng theo dõi và ghi nhớ nội dung 12 tập phim. Nhưng cái hay của TV series Kamen Teacher là biến chính những điều đơn giản ấy trở nên thú vị nhờ cách dẫn dắt và truyền tải nội dung. Có thể nói, cách triển khai tình tiết của phim vô cùng thông minh khi biết cài cắm những bí ẩn nho nhỏ về quá khứ của từng nhân vật, những nút thắt thu hút trí tò mò của khán giả, để rồi dần dần hé mở nó một cách hoàn chỉnh và thỏa đáng, khiến cho việc dành ra khoảng trung bình 25 phút cho mỗi tập phim không trở nên lãng phí. Cách xây dựng của bộ phim lại cho cảm giác khá là quen thuộc, như chúng ta đang được chứng kiến một phiên bản khác của Kamen Rider vậy. Đặc biệt, những bài học về đạo lý, giáo dục con người, tính nhân văn được cài cắm trong phim một cách khéo léo dưới hai lăng kính cảm xúc là hài hước và cảm động, khiến những thông điệp ý nghĩa này được nhẹ nhàng truyền tải tới người xem một cách duyên dáng, chứ không hề sáo rỗng. Bạo lực học đường và nạn bắt nạt luôn là vấn nạn nhức nhối chung của toàn xã hội, không chỉ với riêng nước Nhật mà đây còn là vấn đề chung của nền giáo dục trên toàn thế giới. Phim cho ta một góc nhìn khía cạnh xã hội ở mỗi vị trí con người, góc nhìn của học sinh như thế nào, của những người đang chịu cảnh bị bắt nạt ra sao, suy nghĩ của các giáo viên trước sự bất lực này là gì, và cả suy nghĩ đằng sau những kẻ đang trực tiếp sử dụng bạo lực như vậy. Bộ phim đặt cho chúng ta một câu hỏi đáng để suy ngẫm, có hay không việc chúng ta đang cần một hệ thống giáo viên được cấp phép sử dụng bạo lực như Kamen Teacher
để trấn áp bạo lực. Tiệu chung lại, xét trên phương diện nội dung, TV series của Kamen Teacher không sở hữu một cốt truyện quá xuất sắc, quá cao siêu, mà được giữ ở mức vừa vặn, tạo hiệu quả vượt trội khi giúp người xem dễ dàng theo dõi, vừa tạo được một dấu ấn không hề nhỏ. Tất nhiên, một bộ phim hay không chỉ nằm ở yếu tố cốt truyện, mà phần nhân vật và diễn xuất cũng đóng góp một vai trò không nhỏ. Vậy hãy cùng chúng mình tiếp tục tới phần điểm mặt ra nhân vật chính của bộ phim này nhé. Đầu tiên là nhân vật chủ đề của chúng ta, thầy giáo Araki Gota. Như chúng mình đã đề cập sơ qua ở phía trên, anh mới được chuyển tới công tác tại ngôi trường trung học Kaku, trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 2C. Araki là một người nhiệt tình, hoạt bát, năng nổ và hết lòng yêu thương học sinh của mình. Xuất hiện ở trường với bề ngoài là một giáo viên đơn thuần, anh luôn tỏ ra lép vế trước những học sinh của lớp 2C và thường xuyên bị chúng bắt nạt, gây sự. Xong, khi khoác lên mình bộ trang phục cũng như chiếc mũ sắt thương hiệu, anh trở thành một thế lực không thể xem nhẹ, khiến những học sinh trong ngôi trường này vô cùng nể sợ. Tuy được tùy ý sử dụng vũ lực để dạy bảo những học sinh bướng bỉnh, thầy giáo Araki không bao giờ ra tay đả thương học trò của mình. Đây cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt rõ ràng nhất giữa Araki so với những Kamen Teacher khác. Sau tội lỗi mà bản thân gây ra trong quá khứ, anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ không tôn thờ vũ lực nữa, mà sẽ dùng cả trái tim của mình để thấu hiểu và cảm hóa những học trò kia. Đây cũng chính là lý do mà Araki luôn xả thân che chở cho học trò của mình, bất kể chúng có hư hỏng tới mức nào. Như người ta đã nói, những gì từ trái tim sẽ đi tới trái tim. Chính cảm xúc và tình thương rực cháy trong Araki đã dần khiến cho đám trẻ kia tỉnh ngộ. Nhìn chung có thể nói, thầy giáo Araki là một dạng nhân vật tương đối cơ bản trong thể loại phim siêu anh hùng, đặc biệt là với một bộ phim có cảm hứng liên quan chặt chẽ tới Kamen Rider. Một dạng nhân vật với bản tính vô cùng lương thiện và luôn chiến đấu vì lẽ phải, vì những gì anh tin tưởng, bất luận hoàn cảnh có ra sao. Đây không phải là một mô típ nhân vật quá gây ấn tượng cho người xem, bởi ở anh sẽ không có nhiều những sự phát triển tính cách cần thiết. Song, nhân vật Araki Gota cũng có cho mình một quá khứ cụ thể để lý giải cho những hành động của anh trên phim, đủ khiến cho anh trở thành một tuyến nhân vật có chiều sâu. Nhưng khi nhắc đến nhân vật này, chắc chắn ta phải kể tới công đầu diễn xuất của nam diễn viên Daisuke Fujigaya. Nhờ thực lực của bản thân anh đã biến nhân vật của mình thành một điểm nhấn không thể bị che mờ của bộ phim. Một tuyến nhân vật với đủ những bi, hài, những hy sinh, những trăn trở, dằn vặt và đặc biệt là tình yêu thương vô bờ dành cho học trò. Có thể nói, Daisuke Fujigaya chính là điểm sáng đã khiến cho nhân vật Araki Gota tạo được dấu ấn lớn tới như vậy. Một bộ phim về đề tài anh hùng sẽ không thể thiếu đi một tuyến nhân vật nữ song hành. Ở đây, chúng mình đang nhắc tới cô giáo Ichimura Miki. Giống với thầy Araki, cô Ichimura là một giáo viên kiểu mẫu với tình yêu thương vô bờ dành cho những học trò. Bản thân cô cũng muốn thấu hiểu và cảm hóa những lứa học sinh bất trị, nhưng lại không có đủ tiếng nói. Khác với những giáo viên khác trong phòng giáo vụ hiện tại đã không còn đặt niềm tin vào đám trẻ, giao mọi trọng trách giáo huấn chúng vào tay các Kamen Teacher, cô Ichimura luôn đề cao trách nhiệm của một người giáo viên là việc theo sát, bảo ban và giáo dục học sinh của mình. Ở cô có rất nhiều điểm chung với thầy giáo Araki, nên cô luôn dành sự ủng hộ cho lòng nhiệt thành của anh. Đồng thời trong phim, cô cũng góp một vai trò không nhỏ trong việc hỗ trợ nhiệm vụ Kamen Teacher của Araki. Dẫu rằng tới mạch cuối của bộ phim, cô mới phát hiện ra thân phận thực sự của anh. Xét về diễn xuất của nữ diễn viên Aya Omasa, vai diễn này của cô dừng ở mức tròn vai, không quá xuất sắc nhưng cũng không tới mức thiếu thuyết phục. Nhìn chung, giữa một bối cảnh tương lai nơi kỷ luật và những quy tắc giảng đường đã rơi rụng hết, nơi học trò trở thành đám tiểu yêu bất trị, còn những giáo viên thì làm ngơ trước nghịch cảnh, thì hai nhà giáo Araki và Ichimura đại diện cho những gương mặt mẫu mực hiếm hoi còn sót lại, những người thực sự muốn dành tình yêu thương, sự bao dung che chở cho học trò của mình, để cảm hóa chúng một cách tự nhiên thay vì gieo lên chúng nỗi khiếp sợ bằng vũ lực. Từ đó, cho người xem một cái nhìn tích cực và niềm tin vào nơi những người làm trong ngành giáo dục. Ngoài ra, trong phim còn một hình tượng người giáo viên mẫu mực khác mà chúng mình muốn nhắc tới, đó là Kinpatsu Sensei, thầy giáo tóc vàng. Đây là nhà giáo xuất hiện trên show truyền hình cùng tên mà Araki thường xem mỗi tối. Với những bài giảng sâu sắc nhưng không kém phần hài hước của thầy, Araki có thể vỡ ra nhiều điều bổ ích để áp dụng vào việc giáo dục học sinh trên trường. Tuy là một tuyến nhân vật phụ và không thực sự cần thiết phải góp mặt trong bộ phim, nhưng sự duyên dáng của thầy giáo Kinpatsu qua diễn xuất của Ryoichi Tsukada đã góp phần trung hòa sự căng thẳng trong mỗi tập phim, tạo những phút nghỉ ngơi để kéo giãn tinh thần của người xem. Nhân vật này là một phiên bản parody của Kinpachi Sensei, một series truyền hình giáo dục nổi tiếng của Nhật Bản ra mắt từ năm 1979, xoay quanh vị giáo viên cùng tên giảng dạy ở lớp 3B.
Phim truyền tải nhiều thông điệp nhân văn và khai thác những vấn đề nóng hổi trong trường học như giáo dục giới tính, áp lực học đường, bạo lực học đường, v.v. Nhắc tới giáo viên thì chắc chắn không thể không kể tới học trò. Ở đây, tuyến học sinh nổi bật được bộ phim khai thác chính là nhóm M4 và tên thủ lĩnh Takehara Kinzo, tập hợp 5 thanh niên hư hỏng, bất trị của ngôi trường Kaku này. Nhóm M4 bao gồm 4 gương mặt đại diện cho 4 chữ cái M: Moneyman Bon, Madman Kotaro, Iceman Ryota và Shadowman Shishimaru. Mỗi người đại diện cho một dạng thế lực đen trong trường và dùng những quyền lực đặc trưng riêng của mình để thao túng đám học sinh còn lại trong ngôi trường, tạo thành những băng đảng máu mặt. Mạch đầu của phim sẽ là công cuộc cảm hóa 5 đứa học sinh bất trị này của thầy giáo Araki. Vì tuyến nhân vật này liên quan mật thiết tới những tình tiết xảy ra trong phim, nên chúng mình sẽ không tiết lộ gì thêm để tránh spoil nội dung, ảnh hưởng tới những bạn chưa xem phim. Để tìm hiểu kỹ hơn về nhóm M4 cũng như tên thủ lĩnh Takehara Kinzo, các bạn hãy tìm xem bộ phim Kamen Teacher nhé! Và cuối cùng trong tuyến nhân vật nổi bật của series này sẽ là Kusanagi Keigo, cũng là một học sinh của lớp 2C nơi thầy giáo Araki Gota làm chủ nhiệm. Cậu là một kẻ bí hiểm, lạnh lùng và máu mặt, không chịu sự giám sát và quản lý của nhóm M4 hay Kinzo như những học sinh khác. Cậu có một câu nói thương hiệu, đó là: trên đời này tồn tại những kẻ tồi tệ tới mức phải gọi chúng là rác rưởi. Keigo sẽ bắt đầu được chú trọng khai thác vào mạch 2 của bộ phim và sẽ nắm giữ một vai trò không hề nhỏ. Vậy nên khi theo dõi Kamen Teacher, các bạn hãy để mắt chú ý kỹ tới nhân vật này nhé. Nhận xét chung về dàn nhân vật của Kamen Teacher, đa phần những nhân tố góp mặt trong phim đều được khai thác đầy đủ quá khứ, lý giải cho con người hiện tại của họ khi xuất hiện trên phim. Các nhân vật được phân bố đất diễn tương đối đồng đều và được thể hiện diễn xuất khá tròn vai. Tiếp đến, mình sẽ nhận xét về phần hành động, điểm mạnh có thể nói là đáng được nhắc tới nhất của bộ phim. Tuy lấy nhiều cảm hứng dựa trên Kamen Rider, nhưng Kamen Teacher là một series J-drama, tức là nó thuộc thể loại chính kịch chứ không phải khoa học viễn tưởng, nên phim mang một tông màu thực tế và trần trụi hơn. Vì vậy, chắc chắn sẽ không có những cảnh cháy nổ hay hiệu ứng biến hình, tung tuyệt chiêu được đưa vào phim. Thay vào đó, tất cả những điểm sáng và tinh hoa phải được đặt ở khâu hành động để giúp cho những cảnh chiến đấu trong phim không bị trở nên nhàm chán. Nhìn chung, Kamen Teacher là một bộ phim được chỉ đạo võ thuật rất tốt. Những pha ra đòn thường diễn ra rất nhanh, dồn dập và cũng không kém phần đẹp mắt, mãn nhãn. Đặc biệt, hiệu ứng biên tập làm rung khung hình trong mỗi cảnh va chạm trong các cuộc đụng độ vũ lực thực sự đã góp phần không nhỏ đưa những cảnh đánh tay đôi trong phim lên một tầm cao mới. Có lẽ nếu xét trên câu hành động này thì phim không có điểm gì để mình có thể chê trách cả. Cuối cùng, trước khi khép lại bài review, mình sẽ nhận xét về phần âm nhạc của phim. Phần background music dừng ở mức tròn trịa, tương trợ tốt cho các cảnh phim. Tuy không quá epic, quá xuất sắc, nhưng nó đủ để tạo cảm xúc cho người xem. Song, điểm sáng nổi trội nhất ở phần âm nhạc phải kể tới ca khúc chủ đề của phim, bài Love Sick, được thể hiện bởi Kiss My Foot 2, một ca khúc thuộc thể loại pop, nhạc điện tử, đầy phấn khích, thể hiện lòng nhiệt huyết rực cháy của các Kamen Teacher. Đặc biệt, ca khúc này luôn thành công trong việc đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào mỗi khi nó được phát lên trong các phân cảnh chiến đấu của phim. Tiệm chung lại, Kamen Teacher có thể coi là một trải nghiệm mới mẻ dành cho những fan yêu thích dòng phim siêu anh hùng nói chung. Phim có dàn nhân vật thú vị, cùng một cốt truyện tuy có phần cơ bản nhưng được triển khai thông minh, tạo ấn tượng tốt đối với người xem. Thêm vào đó là những cảnh hành động, những trận đấu tay đôi nảy lửa vô cùng cuốn hút. Và cũng không thể bỏ qua những giá trị nhân văn, những bài học đạo đức được truyền tải khôn khéo và tinh tế qua từng tập phim. Trong mùa dịch được nghỉ dài hơi này, nhóm rất khuyến khích các bạn hãy dành thời gian đón xem TV series của Kamen Teacher. Ngoài ra, nếu như bài review này đạt được phản hồi tốt, nhóm chúng mình sẽ tiếp tục triển khai giới thiệu thêm tới các bạn hai tập phim tiền truyện và hậu truyện của Kamen Teacher. Vậy nên nếu như yêu thích video này, đừng quên ấn like và share, đồng thời subscribe cho nhóm và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Giờ học ngoại khóa kết thúc tại đây. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!